Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam. Đây là bệnh viện thẩm mỹ 5 sao đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mới nhất. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. Anh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới. Chương trình do Gia Cát Media thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 13:25 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Có mặt trong chương trình ngày hôm nay, anh thân xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ vị bác sĩ rất là quen thuộc đã luôn đồng hành cùng với chương trình, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Chào bác sĩ. Chào anh Thơ, chào tất cả quý vị khán giả. Và một trong những gương mặt rất là quen thuộc đối với quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ của nhiều thế hệ của chúng ta, xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Thanh Hằng. Thanh Hằng xin kính chào quý vị khán giả, lời chào trân trọng nhất. Dạ, ngày hôm nay thì rất là cảm ơn cô cũng như là bác sĩ đã dành thời gian để đến với chương trình. Và thưa quý vị, thực sự là trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong chuyện tình yêu á, thì có rất là nhiều câu chuyện, những nhân vật trong mỗi câu chuyện thì cũng có rất là nhiều nỗi niềm. Thực sự ra thì trong bất kỳ một cuộc tình nào trọn vẹn hạnh phúc, đó là điều tất cả chúng ta đều mong muốn hết. Tuy nhiên cuộc sống mà, đâu phải lúc nào hay bất kỳ ai cũng có được tất cả những điều mà chúng ta mong muốn đúng không ạ? Ngày hôm nay thì xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng, mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả hãy cùng với Nhan sắc mới khởi đầu mới chia sẻ một câu chuyện mà đã nguyện là sẽ giấu kín của nhân vật chương trình hôm nay, đó là bạn Phan Đỗ Ngọc Hà. Tại sao Ngọc Hà lại quyết định là liên lạc với chương trình để nhờ chương trình hỗ trợ, và câu chuyện của bạn như thế nào, bạn lại nguyện giấu kín mà ngày hôm nay bạn lại quyết định chia sẻ? Xin mời quý vị cùng chia sẻ câu chuyện của bạn ngay sau đây. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc, Ngọc Hà là một cô gái ít nói, rụt rè, nhưng luôn thường trực nụ cười hiền trên môi. Có làm phiền không khi hẹn gặp Hà gấp như vậy? Hà cười xòe xòa trả lời, không sao đâu, Hà ổn mà. Ấy vậy nhưng khi chúng tôi bắt đầu thực sự trò chuyện, nụ cười Hà dần tắt, Hà không thực sự ổn như cô vẫn nói. Mình tên là Phan Đỗ Ngọc Hà, năm nay là 32 tuổi. Lúc nhỏ là cũng nhìn dễ thương lắm, nhưng mà lớn dần dần thì cảm giác nó, cái hàm hô của mình nó rất là hô. Trong gia đình nói chung mà mấy anh chị á, ai cũng đẹp, chỉ có riêng mình khác. Bác hai á, cũng đặt cho cái biệt danh đó là hào hôn. Và mấy anh chị á, trong mấy anh chị họ cũng gặp là như vậy. Tuy là mấy anh chị á, không chỉ chọc chơi thôi, nhưng mình cũng thấy buồn. Có lẽ trong Hà, những tổn thương chất chứa đè nén như những vết thương rất lâu, rất sâu và rất đau. Chỉ cần gợi nhắc lại thì dù chẳng muốn, nước mắt ở đâu cứ tự động chảy ra mãi thế này. Người ta vẫn bảo ông trời không phụ ai điều gì, cổ tích xuất hiện lúc đớn đau. Và trong những tháng ngày đau buồn mặc cảm ngoại hình, Hà nói mình cảm thấy may mắn khi có một mối tình 9 năm cạnh bên che chở. Nhưng may mắn ấy, buồn thay, lại là cụm từ mà chỉ là bản thân Hà đơn phương tự ngỡ. Để quyết tâm thay đổi là cũng vì cái một chuyện tình cảm cũng buồn. Bây giờ lúc đó là 9 năm rồi. Nói chung là người đó cũng đã hoa lắm. Mỗi lần mà người đó con gái bên cạnh á, chị gọi điện tới là mà chửi chị cũng mà. Nhưng mà người đó biết sao không? Tại vì gia đình của chị giúp đỡ cho ăn học á, nên thấy mang ơn chị. 9 năm bên nhau, 9 năm Ngọc Hà và mẹ từ Sài Gòn hỗ trợ hết mình cho anh ăn học và ổn định ở Hà Nội. Cứ ngỡ mọi thứ vững bền, hóa ra chỉ là bong bóng dở tan. Anh một mặt vẫn tiếp tục mối quan hệ với Hà, một mặt ở Hà Nội âm thầm lấy vợ sinh con. Khi biết được sự thật, quá đau khổ và bẽ bàng, Hà quyết định giấu mẹ, giấu gia đình mọi chuyện. Chỉ một mình hay biết sự thật này. Đời sau này người đó có vợ rồi, người đó thấy hối hận, bức rất quan tâm á, rồi mới gọi điện xin lỗi chị và khóc luôn.
kêu chị là đừng có chia tay, muốn tiến tới hôn nhân á. Nhưng mà chị không có chịu. Chị kêu người đó là quay về với gia đình đi, con của người đó còn nhỏ quá mà. Ý là một phần đó, người vợ đó, người vợ năn nỉ, người vợ nói nó là không có muốn đứa con nó không có cha. Chị mới nói là chị không biết luôn. Mấy người vợ mới nói là coi như là hai người phụ nữ bị lừa gạt á. Giờ người đó vẫn học Hà Nội em, thi lên tiến sĩ á. Bây giờ là người đó kiểu như không có ai giúp đỡ, vẫn nhờ chị giúp. Bây giờ chị vẫn cần giúp cho người đó học xong để người đó có cái hoàn cảnh tốt hơn để quay về với vợ con, chứ mình không có nghĩ là mình tiến tới như người đó đâu. Tình yêu luôn được mong cầu tạo ra những câu chuyện cổ tích, và con người khi yêu cũng luôn muốn mong cầu có những kết thúc cổ tích cho tình yêu. Tuy nhiên thực tế, cuộc đời nào có phải đâu cổ tích, và tình yêu đời thực có mấy ai trọn vẹn với ước nguyện cổ tích tình yêu. Yêu cái anh đó 9 năm rồi, vun vén, hai mẹ con lo lắng cho anh đó học ở ngoài Hà Nội. Yeah. Xong rồi anh đó có vợ có con, mà tới bây giờ là giấu mẹ luôn, và vẫn tiếp tục lo cho chịu anh. Chịu đựng nha. Nếu như mà mình là mẹ của bạn Hà, thì cô suy nghĩ như thế nào? Đặt để một người mẹ mà có một đứa con như vậy á, thì nếu về đạo lý thì người mẹ luôn luôn lúc nào cũng dạy con mình, con phải sống chung thủy, sống hạnh phúc. Chứ đâu bao giờ nghĩ rằng ở con phải lợi dụng người đó, còn người lợi dụng người kia, đúng không? Còn ai làm lỗi gì, trái gì thì cái người đó lãnh hậu quả. Dạ đúng. Còn người làm đúng, cứ việc làm đúng bằng trái tim mình. Cho nên nếu đặt được trường hợp mà là con của chị Thanh Hằng, thì chị Thanh Hằng cũng nghĩ rằng mình rất hãnh diện khi có đứa con mình nó sống theo đạo lý đúng của một cái con người. Dạ. Về. Vâng ạ. Thật sự thì hôm nay mà ngồi để mình talk show chương trình này thì mình mới biết câu chuyện như thế này. Yeah. Thực ra không, mình không biết. Yeah. Mình thì thấy là khi bạn Hà tới là bạn muốn cải thiện gương mặt, thì mình ở phương pháp điều trị là làm sao cô này được trẻ hơn, được ngoại hình đẹp hơn. Yeah. Nhưng mà khi nghe câu chuyện này thực sự nó rất là cảm động, và chúng ta thấy là cô này sao có dại vậy, nhưng mà thực ra cô này cũng vượt trên một cái ngưỡng nào nó quá nhân văn mà nó quá chút cao cả. Dạ. Thật sự mình cảm động gì đó. Vậy thì bác sĩ quay trở lại về cái mục đích mà bạn ấy tìm đến cái chương trình để mà mong muốn chương trình hỗ trợ, thì khi mà bạn gặp bác sĩ thì bác sĩ đã nhận định và bác sĩ lên một cái liệu trình điều trị cho bạn như thế nào? Đầu tiên chúng ta thấy bằng phân độ Ngọc Hà thì cái hàm hô rất là rõ, thì chúng ta phải điều trị và chỉnh hàm hô. Nhưng cái trường hợp là hô của xương, chúng ta phải chỉnh bằng phẫu thuật. Kết tức là cái làn da của bạn á bị rất nhiều cái vết sẹo mụn. Khi mình thay đổi về cấu trúc về hàm thì cái mũi cũng không phù hợp nữa. À. Cho nên chúng ta từng bước thay đổi. Dạ vâng ạ. Vậy thì với tất cả những cái thiệt thòi trong cuộc sống mà bạn ấy đang phải đối mặt, thì bạn Ngọc Hà của chúng ta đã quyết tâm để tìm lại tuổi trẻ của mình, đã tìm lại những điều may mắn của mình như thế nào. Sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi đoạn phóng sự sau. An nhiên, hạnh phúc và tự thân, chẳng nên, chẳng cần, cũng chẳng thể chờ ai mang lại. Một mình khóc cạn tâm tư, một mình đau cạn cõi lòng. Rồi Ngọc Hà quyết định tự mình đứng dậy, tự mình vượt qua. Cô quyết tâm thay đổi bản thân mình để hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Coi như làm cha làm mẹ mà sanh con ra thì mình cũng muốn cái gì tốt đẹp cho con mình. Nhưng mà nó coi như là nó giàu Úc ăn khó chịu, mà nó nói má sao mà má sanh con ra mà con chịu hết trơn à. Mấy anh mấy chị thì người nào cũng dễ nhìn cũng đẹp mà con vậy. Nói thì cô nghĩ mà ví dụ hồi xưa người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mà bây giờ thì cô nghĩ cái nết với cái đẹp thì nó phải đi đôi. Cái đẹp thì lần đầu tiên mà nhìn vô người ta ấn tượng hơn, nhưng mà nó mặc cảm. Ví dụ nó hô quá nó mặc cảm, mà cô thì buôn bán hàng ngày như vậy chỉ trang trải đủ cái cuộc sống thôi, cô cũng không có điều kiện để mà mình đáp ứng cái nhu cầu cho con. Thì xong cái hên quá sao nó vô cái trang mạng gì đó rồi nó xem cái nó nói là có cái chương trình, thì má ơi kỳ này con đăng ký biết đâu là con hên con trúng giải.
thì con thay đổi cái cuộc sống con, cái cuộc đời của con. Thì cô cũng động viên đó, cô nói thì con cứ tham gia đi, biết đâu mình hên thì mình được. Thì xong nó đi, nó gọi điện về, nó má ơi con trúng giải rồi. Mình cũng mừng quá trời, nói thôi mình cũng ao ước, mình cũng cầu mong cho cái gì tốt đến với nó. Nhưng mà nó được trúng giải 3 lần như vậy. Lần thứ nhất đó là chỉnh cái hàm hô, cái lần thứ hai là làm da. Hồi đó da nó mụn dữ lắm, cứ hết cái đợt này là nó nổi lên cái đợt kia, mà thẩm mỹ nào cũng đi, da liễu nào cũng đi mà nó không hết. Rồi á, lần thứ ba là mũi. Đối với tất thảy mọi chuyện, quyết tâm muốn được thay đổi của Hà khi quyết định phẫu thuật toàn diện, niềng răng, gọt hàm, nâng mũi là bởi vì mặc cảm tự ti. Nhưng chúng tôi hiểu rằng đối với bản thân Hà, quyết tâm thay đổi hoàn toàn con người cũ chính là quyết tâm rũ bỏ tổn thương quá khứ, khâu chữa vết thương lòng và hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quá khứ đã từng quá khổ đau khi tự mình gồng gánh, tự mình chịu đựng và tự mình chôn chặt mọi thứ. Hà tâm sự rằng đây là lần đầu tiên Hà thực sự mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người. Hy vọng rằng sau khi đổi thay toàn diện sắc diện, sau khi mở lòng mình chia sẻ quá khứ đã chôn chặt từ lâu, Ngọc Hà sẽ có một cuộc đời mới với những hạnh phúc mới. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình ngày hôm nay, bạn Ngọc Hà trên sân khấu của Nhan Sắc Mới, Khởi Đầu Mới. Dạ, chào Kim Thơ, chào Dung, chào cô Thanh Hằng, chào chào mọi mời bạn ơi. Dạ, cảm ơn chị. Dễ đó hả bác sĩ? Trời ơi, đẹp dữ vậy sao? Trời ơi, có không ngờ được đó Hà ơi. Dạ. Không biết nói gì, chúc mừng con nha Hà. Dạ. Đầu tiên rất là cảm ơn Ngọc Hà. Dạ. Đã tìm đến với chương trình, tin tưởng chương trình để mà chia sẻ cái câu chuyện thật của mình. Theo cô nghĩ thì mỗi một con người có một cái số phận, nhưng mà không phải vì cái số phận mà mình cứ cam chịu cam lòng, đúng không? Yeah. Đôi lúc mình cũng phải có thay đổi số phận. Cô nghĩ rằng tương lai Ngọc Hà sẽ khác hẳn ngày Ngọc Nhà Hà ngày xưa dữ lắm. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Ngọc Hà ơi, cho anh hơi chia sẻ đôi chút về câu chuyện của mình nha. Dạ. Yeah. Cái động lực mạnh mẽ nhất để mình quyết tâm thay đổi sắc diện của mình một cách toàn diện như thế này á, là do mình muốn được có một cái sắc bóng khác hơn, hay là do từ chính cái sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm? Do chuyện tình cảm nó không có suôn sẻ, cái người em quen á thì cũng nhiều lần nói thật em đừng có buồn, thật em không có được đẹp. Những lúc vậy em buồn lắm chị. Anh nói như vậy là anh nói để anh muốn chia tay, rồi em cố em giữ anh lại, hay là không anh phải nói chị, anh nói thiệt luôn á chị, nói mà không chia tay. Tại vì em giúp người đó học, người đó không có thể bỏ em được chị, coi như là giúp người đó không có nghĩ tới bản thân mình á. Đúng vậy. Cứ có bao nhiêu tiền là giúp người đó thôi mà người đó không có hiểu. Nhưng mà sao mình vẫn cứ yêu vậy? Không có yêu chị, bây giờ là hết rồi chị. Hồi đó, nhưng mà lúc đó là yêu. Tại lúc đó con cũng nghĩ là người đó nghèo quá cô. Rồi thấy người đó không học giỏi nên nghĩ giúp đỡ cho người ta. Bây giờ là mình ở vai trò là một người đàn ông, thì bác sĩ nghe cái câu chuyện vừa rồi, bác sĩ suy nghĩ như thế nào về cái người đàn ông mà bạn Hà vừa mới chia sẻ? Thực sự mình không phán xét cái điều đó, nhưng đối với mình nghĩ là nó rất là tàn nhẫn nữa. À, em xấu quá anh không yêu em, kết thúc, ok, bình thường. Tại sao nói người ta xấu mà vẫn yêu và vẫn nhận cái trợ giúp từ người ta? Nó không phải xứng đáng là người đàn ông. Và bây giờ em đã thay đổi rất nhiều, em tự tin lắm. Ok, từ bây giờ mình quên quá khứ đi. Và chúng ta không nghĩ là người đã không đáng để mình phải khóc. Tương lai mình còn dài. Bác sĩ nói một cái câu mà thơ cực kỳ tâm đắc luôn. Không có xứng đáng để mình khóc nữa. Từ bây giờ là không khóc vì người đó nữa. Mình bây giờ mình nên sống cho những người thực sự yêu thương mình, thực sự trân trọng cái bên trong của mình.
Cái quá khứ thì nói nó đến thì chắc ai cũng phải có đau lòng chứ. Nói Hà không buồn không khóc cũng không đúng. Nhưng chính vì những lời nói đó và những cái hành động của người đó xảy ra khiến cho nên ngày hôm nay Hà đã có một cái sự nghị lực bản lĩnh của mình và đã thay đổi Ngọc Hà khác hẳn như xưa. Mà cũng mình cũng phải nên cảm ơn cái anh chàng đó. Chính vì những lần nói đó như nên ngày hôm nay Ngọc Hà Tuy nhiên thực sự có một cái điều mình rất là lo lắng là đến thời điểm hiện tại mình có cho mẹ biết cái câu chuyện này chưa? Dạ chưa chị. Cái cô này là mới có 30 mấy tuổi thôi mà cô này nghị lực thì bản lĩnh dễ sợ luôn, chứ không phải gặp như anh Hơ với lại gì mà lại ôm mẹ khóc rồi đúng không? Tại vì nghĩ mẹ sẽ bị sốc á, sợ, cũng sợ mẹ biết rồi mẹ buồn nên giấu. Một mình buồn thôi, để cho một mình tổn thương thôi chứ không muốn cho người khác tổn thương với mình, đúng không? Nhưng mà bây giờ quá khứ như vậy đó, Hà có cảm thấy rằng là mình hối tiếc khi mình đã làm những điều đó không? Thì cũng có chút buồn không? Buồn thôi. Nhưng mà khi đã xong rồi thì nói chung thôi. Người đó vẫn muốn là em quay lại với người đó. Là người đó muốn mình quay lại hay là sau khi mình được chạy bác sĩ hỗ trợ hay là đây? Bây giờ thay đổi sắc đẹp rồi cũng quay về lại. Dạ. Nhưng nói là sẽ kêu ba người đó lên hỏi cưới nhưng mà con không chịu. Tại vì người đó đã ly dị vợ. Có một đứa con mới 1 tuổi. Người vợ năn nỉ với em là đừng gặp người đó. Người vợ không muốn đứa con không có cha. Còn khóc gì là chắc con thương. Dạ không cô. Đây con xúc động quá cô. Thầy nói gì thì nói, 9 năm mà cô thật sự á, những cái tình cảm, những cái cảm xúc, mặc dù ở thời điểm hiện tại mình nói là mình khép nó lại rồi, nhưng mà trong tim mình thì bao giờ cũng sẽ còn một cái ngăn chứa thôi. Bây giờ là anh Hơ muốn là cái câu chuyện của quá khứ mình khép lại luôn. Bây giờ mình mở ra câu chuyện cho tương lai thôi. Thì bác sĩ ơi, cho em hỏi là cái quá trình để mà hỗ trợ cho bạn Ngọc Hà thì bác sĩ là lên kế hoạch cho từng bước như thế nào ạ? Cái trường hợp của Hà thì hô và đây cái xương đưa về trước nó nhiều. Dạ. Thì trong cái điều trị đầu tiên là chúng ta phải điều trị phẫu thuật hàm hô trên trước. Thì sau khi ổn định xong tiếp tục từng bước điều trị về cái da, về cái mũi. Thì thay đổi cấu trúc hàm sẽ đâu cấu trúc mũi. Ngọc Hà ơi, em có nhớ là mình đã thay đổi từng bước như thế nào? Trước tiên là em phẫu thuật hàm hô chị. Sau khi mà phẫu thuật hàm xong thì từ đó thì con thấy là con rất là may mắn. Rồi con mới đi lên để con tư vấn về da, rồi con cũng trúng về cái giải làm da nữa. Con bác sĩ đưa ra hai cái liệu trình, là một cái là bắn da bằng Roxanne với lại BRB á. Bác sĩ làm cho em là mỗi tháng lên một lần, làm khoảng 5 lần cải thiện cũng được 80%. Sẹo rỗ rất nặng thì chúng ta có cái liệu trình điều trị về Cephalofusional và PRP. Tức là chúng ta dùng cái sóng laser để chúng ta phá hết bề mặt sẹo. Và chúng ta dùng PRP là cái huyết tương dầu tùy thọ. Chúng ta cấy vào khuôn mặt hoặc chúng ta lan lên nó thì để nó xóa cái sẹo tế bào kích thích mọc lên. Sau khi mà làm da xong thì con có rủ chị con đi lên tư vấn xem về mũi á con. Thì con cũng được trúng giải nữa con. Có ai trúng giải 3 lần. Dạ. Và chị con cũng nói nó vui, nhỏ này chắc trời nó thương. Cái này thì đúng là chúng ta chỉ kể vui cho nhau nghe thôi. Dạ. Nhưng mà rõ ràng giống như bây giờ bắt đầu những chuỗi ngày rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều cái may mắn của cổ như vậy á. Dạ. Bác sĩ khi mà lại tiếp tục gặp Ngọc Hà nữa là đúng y cái liệu trình mà mình đưa ra cho Ngọc Hà luôn, mà gần như là Ngọc Hà được hỗ trợ trọn vẹn luôn á. Bác sĩ có ngạc nhiên về sự may mắn của cổ không ạ? Thật ra thì không có người nào mà lại được 3 lần như vậy, 3 lần như vậy không có hiếm có gì đó. Mình nghĩ là cái phước của bạn và bạn đã thay đổi thực sự. Hôm nay thì nhìn Ngọc Hà đẹp hơn xưa rất nhiều. Chắc chắn là sẽ có một tương lai mới hơn. Sau khi phẫu thuật xong thì em thấy là cái diện mạo của mình thay đổi như thế nào này? Thay đổi rất là nhiều, ai gặp em cũng thấy em khác lạ, tưởng đập đi xây lỡ. Như mình buôn bán á, khách hàng vô cũng hỏi là cái người kia bán đâu rồi không thấy. Cái mẹ em đọc cô mới. Dạ, mẹ em mới nói là cái cô chị đi lấy chồng này cô em. Cũng nói vui vậy luôn. Cũng có nhiều người kết bạn làm quen rồi như là khen đẹp mà thấy cũng vui hơn trước. Ngày hôm nay á, thực sự là
câu chuyện của bạn là một câu chuyện rất là chạm đến trái tim của tất cả những người đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và anh Thơ tin là những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ dành rất là nhiều tình cảm cho bạn, cũng như là cách ứng xử của bạn sau những tổn thương. Tuy nhiên cái điều mà anh Thơ đang lo lắng là mẹ. Là ngày hôm nay nếu như mà có theo dõi chương trình thì mẹ lần đầu tiên sẽ biết câu chuyện của mình, đúng không? Bạn có muốn nhắn nhủ, có muốn gửi gắm điều gì cho mẹ? Thì em cũng muốn nói với mẹ là em sẽ cố gắng sống tốt hơn, vì bản thân mình hơn. Và tôi tin là chỉ cần mẹ nghe vậy thôi là mẹ đã yên tâm hoàn toàn về bạn rồi. Dạ. Yeah. Với còn với chị, với cô thì cái trách nhiệm làm mẹ, mỗi một giọt nước mắt của con mình rơi là đau xé cả lòng. Nhưng mà em chỉ có nhắn gửi chị vài câu thôi. Mình là mẹ, mình hãnh diện. Bởi vì hiện tại giờ cái nết và cái đẹp của cô gái chị đã đi đôi. Thì chuyện quá khứ đã qua rồi, biết đâu chừng mình nợ người ta, mình phải trả hết, hết nợ rồi bây giờ mình hưởng được cái phước mới. Yeah. Một lần nữa, em xin cảm ơn chị đã sanh ra một đứa con có một cái nghị lực và bản lĩnh như thế. Người ta nói là có nhân có quả. Yeah. Bạn đã làm điều gì đó nhưng hôm nay bạn được nhiều cái may mắn. Để chắc chắn tương lai bạn sẽ may mắn hơn. Một người chúc Ngọc Hà có một tương lai thực sự là rạng ngời. Thì qua đây thì em cũng cảm ơn bác sĩ và toàn thể bệnh viện đã giúp em có được cái diện mạo như ngày hôm nay. Thì em cũng muốn nói với mọi người là đừng ngần ngại thay đổi bản thân, hãy sống vì mình. Cảm ơn, chúc mừng em. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam. Đây là bệnh viện thẩm mỹ 5 sao đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mới nhất. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. Một lần nữa cảm ơn bạn Ngọc Hà rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn chương trình đã chia sẻ câu chuyện của mình. Dạ. Cảm ơn cô Thanh Hằng rất là nhiều và cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, anh Hơ nghĩ là thực sự là trong cuộc sống sẽ có rất là nhiều khiến cho chúng ta quyết tâm để thay đổi, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là việc chúng ta thay đổi để làm sao mà có cuộc sống tích cực. Dạ. Tích cực sau những đổ vỡ, tích cực sau những tổn thương để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất là cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian để theo dõi chương trình, đồng hành với chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Chương trình xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 13:25 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành từ phía Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Và để có thể chia sẻ câu chuyện của quý vị đến cho chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới thì quý vị hãy liên lạc về cho số hotline là 0968681111 hoặc là fanpage Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta phải hai cái hàm cách xa nhau rất là nhiều. Dạ. Cái này không phải là chỉ trong hạ miệng nha. Chỉ trong ngậm lại nhưng mà nó sẽ hở hết trắng trên và dưới. À. Và trường hợp đây là phẫu thuật điều trị. Chứ chúng ta không nói là đi thẩm mỹ, không phải. Thì chúng ta phẫu thuật để kéo hai cái hàm vào khớp lại, để chúng ta ăn uống bình thường và chúng ta nói chuyện bình thường. Sau khi anh ấy đã được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung hỗ trợ để diện mạo của anh ấy như thế nào, xin mời quý vị cùng gặp gỡ Chí Trung. Anh quá giỏi anh Dung ơi. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc hân hạnh tài trợ chương trình này.